Xin chào các bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Video này chúng ta sẽ thêm những cái đối tượng 3D từ những cái phần mềm khác vào trong đây ha bạn. Thì những phần mềm khác giống như là ví dụ như là cái SketchUp, rồi hoặc là Revit, hoặc là 3ds Max, hoặc là những cái định dạng đối tượng 3D thông dụng hiện nay. Thì chúng ta sẽ nhập những cái file đó vào trong cái Lumen này bạn. Giả sử như các bạn dựng hình bằng cái ngôi nhà, các bạn bên kiến trúc thường hay dựng hình nhà bằng SketchUp cho nó nhanh, hoặc là Revit cũng được. Rồi sau đó các bạn nhập vào trong đây. Còn những cái phần mà nội thất đó thì các bạn thường hay sử dụng bên cái thư viện của 3ds Max nhiều hơn, thì bạn nhập vào đây. Rồi video này chúng ta sẽ tìm hiểu nhập những cái file đó vào đây bằng cách nào ha. Thì đầu tiên bạn có thể sử dụng cái bất kỳ một cái cảnh như thế này, một cái bối cảnh như thế này. Ta chọn cái cảnh này cho nó dễ ha, nó đơn giản. Thì được như thế này rồi thì các bạn sẽ vào trong đây nè, ta sẽ chọn cái công cụ cuối cùng là object nè, ta sẽ chèn vào. Ở đây bạn sẽ chọn cho tôi cái thì chọn là ở đây nè, import đây bạn. Ha, import đây nè, để nhập vào. Thì các giao diện của phần mềm này thì của các bạn sử dụng khác, phiên bản tôi thì nó hơi khác một tí. Nhưng mà bạn cứ kiếm cái chữ import, chữ tiếng Anh nè, thì chúng ta nhập vào. Thì bạn sẽ click vào trong cái chữ import new model đây. Thì nó sẽ bạn chọn đến cái đường dẫn đến cái file của chúng ta ha. Thì những cái định dạng mà phổ biến bạn nhìn để ý kỹ nè, tôi sẽ cho bạn xem. Click vô đây, bạn sẽ thấy là những cái định dạng phổ biến của chúng ta nè. Nha bạn, cái file .dae 1 ha, 2 là .fx 2 ha, 3 là cái file .hk nè, là cái file của SketchUp các bạn. Thì bạn click vào đây, bạn sẽ thấy nó liệt kê chúng ta nè. File DWG là của AutoCAD nè. Thì đây nè, .dae hay là .fbx là những cái file thông dụng về 3D. Hay là bạn sử dụng cái file của bên SketchUp các bạn, SketchUp. Còn có cái file của bên 3ds Max luôn nè bạn. Và cái file mà định dạng 3D thông dụng ta là .3ds nè. Đó. Hoặc là OBJ các bạn. Đây là tất cả những cái file mà những định dạng 3D thông dụng hiện nay thì cái phần mềm Lumen này đều nhận hết. Nhưng mà có một số lưu ý như thế này. Thông thường thì tôi khuyên các bạn ha, chúng ta sẽ xuất ra những cái file mà nhập vào trong Lumen này thì một là .dae, hai là cái chúng ta FBX, ba là các bạn nên sử dụng cái SketchUp các bạn. Còn các bạn mà sử dụng 3ds Max á, thường nhập vô á, cái phần chất liệu á. Thứ nhất là nói về phần chất liệu ha, thì 3ds Max nhiều khi nó nhận không nhận các bạn. Không nhận chất liệu. Nhưng mà cũng không sao, tại vì qua video sau chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách mà để gán vật liệu lại cho cái đối tượng ta nhập vào. Nhưng mà đây 3ds Max thì nếu như một số cái phiên bản cũ trước á, nếu bạn nhập vào nó không được các bạn, báo lỗi. Rồi. Đó là một số lưu ý tôi khuyến khích các bạn ha. Tôi cái thứ hai nữa là trong đây nó bạn thấy nó không có cái phần mềm mà không có định dạng của Revit. Thì tôi có cái file Revit như thế này nè, thấy chưa? Đây, revit.rvt này ha, file này định dạng Revit nhưng mà cái phần mềm Lumen này nó không hiểu. Thấy chưa? Nó không nhận dạng được, nó chỉ hiển thị là số 1 biệt thự số 1 số 3 thôi, không hiển thị biệt thự số 2. Rồi, thì biệt thự số 2 là file Revit, thấy chưa? Thì như vậy làm sao? Thì nếu trường hợp đó thì những bạn mà sử dụng Revit đó thì bạn sẽ chuyển cái đuôi lại bạn, chuyển cái định dạng phần mềm lại thì trên trang web của Lumen á, thì nó cũng có cái phần login đó. Thì bạn có thể là lên trên đó, bạn đánh trên Google á, bạn ghi là login hỗ trợ tải, hỗ trợ xuất Lumen cho Revit. Thì bạn tải cái phần mềm nó về, login nó về để bạn cài vô trong cái Revit ha. Rồi sau đó bạn xuất ra, xuất chuyển định dạng Revit sang những định dạng thông dụng này, .dae gì đó. Rồi, thì tôi khuyến cáo các bạn là nên chọn ba cái tùy chọn trên ha, nên chọn cái ba định dạng trên. Để ta xuất ra nó khi ta nhập vào trong phần mềm Lumen để tránh bị lỗi, nó sẽ nhận luôn cái phần vật liệu của ta luôn. Còn nếu không nhận thì chúng ta có thể là chỉnh sửa cái phần vật liệu sau cũng được. Đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ nói về cái chuyện cái gì mà gán vật liệu. Là khuyến khích các bạn là nếu bạn đang sử dụng những cái phần mềm khác thì khi ta làm á thì chúng ta cứ gán sẵn vật liệu đi, hoặc là phân loại vật liệu ra. Để chi? Để khi mà sẽ nhập vào cái phần mềm Lumen này, nó sẽ dựa trên cơ sở là những cái vật liệu đó để nó tạo thành một cái vùng chọn các bạn. Như là giả sử như các bạn tạo cái vật liệu cho tường thì tất cả cái vùng chọn mà gán vật liệu bên phần mềm SketchUp á thì qua bên Lumen thì nó sẽ phân biệt cái luôn, phân biệt cái đó là cái vách tường. Nó sẽ dựa trên cái chúng ta đã gán vật liệu phân biệt bên các phần mềm khác thì nó nhập vô Lumen nó cũng sẽ phân biệt gì luôn. Giờ tôi làm thử cho bạn xem ha. Giả sử giờ tôi có hai file, phần mềm nó đang nhận, Lumen đang nhận hai file, một là .dae, hai là .sketchup. Đây. Giờ tôi chọn file trên trước nha, .dae.
hấp phân. Rồi, thì chọn này á, thì đây đặt tên. Còn đây là nhập cái chuyển động animation, nhưng mà thường chúng ta sẽ không nên nhập cái chuyển động các bạn. Muốn chuyển động như thế nào thì vào Liên Anh chúng ta làm dễ hơn. Chúng ta chỉ nhập vào cái model thôi. Rồi, còn đây không muốn làm gì cái đấy mặc định, sau đó chúng ta nhấn vào check vô đây. Bạn thấy nó có hiện cái cảnh báo cho tôi, tại vì tôi đã làm trước một cái file tương tự như rồi. Do nó trùng tên á, giả sử tôi đặt tên lại này biệt thự số 2. Đó, thì nó sẽ cho tôi sáng lên cho tôi đánh dấu lại. Tại vì tôi đã đặt tên trùng với cái file trong máy này nên nó có rồi. Tại view trước tôi đã nhập sẵn rồi đó. Rồi, tôi đổi tên này thôi, sau đó tôi sẽ cộng vào thư viện này, lít vô đây. Bạn đợi một vài giây. Đó, nó hiện chúng ta một cái con chỗ chuột giao diện thế này là chúng ta đã chọn được cái mẫu nè. Nó đây là cái mẫu chúng ta vừa chọn. Thì bạn không tin thì bạn hãy lít vào đây. Lít vô cái ngôi nhà nè. Thấy chưa, đây là cái biệt thự số 2 tôi mới vừa làm nè. Còn đây là cái biệt thự, là những cái file mà tôi làm trước đó. Nó sẽ lưu lại đây. Thì tôi muốn xóa thì giả sử tôi xóa nha, lít nhấp đôi chuột trái vào đây để xóa những cái mẫu này. Thấy chưa, những cái file trước mà tôi đã làm á, giờ tôi xóa đi. Tôi xóa thì tôi chỉ chừa lại những cái file mới bây giờ thôi. Đây, cái file biệt thự số 2 mà tôi mới vừa nhập vào đây. Thấy chưa? Rồi ta chọn cái này. Thì giờ chúng ta sẽ phóng thu nhỏ cái màn hình lại, vùng nhìn lại cho nó dễ thấy ha. Tôi sẽ xuống dưới mặt đất như này, cái cách tôi làm á sẽ dưới mặt đất này. Sau đó tôi giữ phím Shift với phím S để cho lùi nhanh lên. Thấy chưa? Đó là cái cách tôi, cái mẹo tôi thường hay làm gì đó, Shift với S. Rồi do biệt thự nó hơi bự, click vô đây. Thấy chưa? Tôi click một cái thì ta được một cái mẫu như thế này. Rồi, và một điều lưu ý trong cái phần nhập nữa là tôi sẽ nói thêm, khi bạn nhập, khi bạn xuất những cái định dạng này ra ha, khi có định dạng thì như giả sử như là SketchUp hoặc là định dạng DAE gì đó hoặc là Revit gì đó, thì có định dạng nó sẽ xuất cho chúng ta đi kèm cái thư mục luôn. Thư mục tester là chất liệu, bạn thấy chưa? Thì khi bạn phải, khi bạn copy vô một cái vị trí nào đó, bạn phải copy luôn cái thư mục tester này luôn nha bạn. Thì khi bạn nhập vào đây thì cái phần mềm nó sẽ hiểu chúng ta cái chất liệu sẵn luôn nè, dựa trên những cái tester, cái thư mục tester này, chất liệu này. Còn nếu mà khi bạn xóa cái tester này đi thì bạn nhập vào thì cái phần mềm nó sẽ không hiểu, nó chỉ hiểu là một cái đối tượng màu trắng thôi chứ không có được gán vật liệu này. Lưu ý các bạn ha. Lưu ý các bạn. Khi chúng ta copy cái mẫu model ở đâu thì lưu ý các bạn là nên copy luôn cái file gốc và cái phần tester này theo. Lưu ý đó. Rồi, tiếp tục. Khi ta nhập vào chúng ta được như vậy rồi á, thì mỗi lần bạn click chuột thì bạn sẽ thêm được một cái ngôi nhà tương tự vậy. Không thấy chưa? Rồi nếu dư thì bạn hãy click vô đây để xóa. Rồi, xong. Chúng ta nhập được một cái mẫu, giờ chúng ta sẽ nhập thêm một cái mẫu khác nữa, click vô đây. Ta sẽ nhập, nãy ta nhập cái mẫu DAE rồi đúng không? Ta sẽ click vô đây nè, cho nên hiển thị hết những cái file mà có thể nhận biết được bởi phần mềm Lumen này. Ta sẽ nhập thử một cái file, cái định dạng là sketchup.skp đây. Rồi, đặt tên cho cái mẫu của ta. Rồi, sau đó là nhấn check vô đây, cộng vô thư viện. Nó sẽ load hơi lâu một tí các bạn. Rồi, sau đó tôi sẽ click thử ở vị trí này. Bạn thấy chưa? Cái nhà chúng ta nằm ở bên đây rồi nè. Nhưng mà nó đang ngược chiều là cái nhà này. Thì không sao, chúng ta có thể là sử dụng chức năng là chọn. Đây. Chúng ta sẽ chọn hay dựa trên cái dấu chấm này. Nó view sao tôi sẽ hướng dẫn cái phần mà thao tác này sao. Sau đó ta sẽ sử dụng công cụ xoay, rotate để xoay lại, di chuyển đến đây. Do cái tâm nó đang nằm ở vị trí khác á, nên nó sẽ xoay như thế. Cái tâm nó không nằm ở chân nhà mà nó bị lệch ngang một bên. Này. Rồi, bạn thấy chưa? Thì chúng ta sẽ được hai cái ngôi nhà như thế này. Rồi, nhìn ok ha bạn. Rồi, được hai ngôi nhà như thế này. Thì view này là view đầu tiên. Ta sẽ nhập những cái những đối tượng 3D từ các phần mềm khác vào đây. Thì rất may mắn là chúng ta nhập từ cái file DAE và cái file SketchUp kèm theo cái tester chất liệu, thì nó sẽ nhận luôn cái chất liệu này. Nó nhận hơn luôn cái chất liệu rồi. Rồi, nhưng mà lỡ trường hợp nó không nhận chất liệu thì qua video sau chúng ta sẽ gán chất liệu cho cái hai ngôi nhà này. Nhưng mà với một điều kiện là các phần mềm khác chúng ta đã phân loại rồi ha. Chúng ta đã gán chất liệu rồi thì khi bạn chọn cái vùng chọn thì nó mới nhận. Thì qua video sau tôi sẽ nhắc lại cái phần đó.
Rồi video này là kết thúc ha. Sau khi nhập được như thế là ok rồi. Còn trường hợp các bạn xuất ra thì bạn có thể là này là mới đây nè. Click vô đây. Click vô đây để bạn đổi cái kiểu nhà khác thì bạn chọn thôi. Rồi, video này là video kết thúc ở đây rồi ha. Ta đã nhập như vậy được rồi. Qua video sau ta sẽ tìm hiểu về cái cách mà để thay đổi cái vật liệu cho những ngôi nhà này. Tôi là Tú Phan, đã dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.